Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh tụ tập đi ăn sau chiến thắng lịch sử ngay sau khi trận đấu kết thúc. Một số cầu thủ U22 Việt Nam đi ăn khuya cùng bạn bè, người yêu sang Philippines cổ vũ đội tuyển. Tối 10 tháng 12, trang cá nhân, quản lý dàn cầu thủ đăng tải bức ảnh các cầu thủ U22 Việt Nam gồm Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu đi ăn tại Manila, Philippines sau khi giành chức vô địch SEA Games 30. Buổi tụ tập còn có sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Anh, bạn gái Văn Hậu. Cô sang Philippines từ ngày 5 tháng 12 để cổ vũ người yêu tại giải đấu lần này. Trước đó tại trang cá nhân, Hoàng Anh cũng đăng ảnh check-in với tấm huy chương vàng và selfie tình cảm với bạn trai sau chiến thắng. Bức ảnh tụ tập của nhóm cầu thủ nhanh chóng nhận được gần 15.000 biểu tượng cảm xúc và hàng nghìn bình luận của dân mạng chỉ sau ít giờ chia sẻ. Phần lớn đều bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn những nỗ lực của các chàng trai. Trên mạng xã hội, Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh cũng nhanh chóng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Việt Nam vô địch không nói nhiều, Trinh đen chú thích dưới bức ảnh tạo dáng hài hước với tấm huy chương vàng. Tiền đạo câu lạc bộ Đà Nẵng đã có một giải đấu thành công khi ghi tới 8 bàn trong 10 trận ra sân. Trong trận thắng lịch sử, em út tuyển Việt Nam khiến nhiều dân mạng xót xa khi thi đấu với đầu gối rớm máu. Dù bị thương, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn lăn xả, ghi tới 2 bàn thắng góp phần không nhỏ giúp tuyển U22 Việt Nam giành vàng cho người hâm mộ sau 60 năm. Bên cạnh đó, thủ quân Quang Hải khiến nhiều người tiếc nuối khi bị chấn thương trong trận đấu với U22 Singapore, khiến anh không thể góp mặt cùng đồng đội trong các trận còn lại của giải đấu. Kết thúc một chiến dịch SEA Games thành công, đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ cùng về nước vào chiều 11 tháng 12. Sau đó, tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tham dự buổi gặp mặt của Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Văn Toàn trêu Văn Hậu tình nguyện cho em bẻ cổ, sau khi giành huy chương vàng sau chiến thắng lịch sử tại SEA Games 30, đàn anh như Quế Hải, Văn Lâm. Lần lượt đăng ảnh chúc mừng U22 Việt Nam bằng những lời lẽ tình cảm, hài hước. Tối 10 tháng 12, U22 Việt Nam đối đầu U22 Indonesia tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Hai đội bóng được đánh giá là ngang tài, ngang sức. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút làm quen, thế trận U22 Việt Nam đã chơi lấn át đội bạn, liên tiếp mang về bàn thắng và vô địch với tỷ số 3-0. Dù chưa kết thúc trận đấu, giống như nhiều cổ động viên khác, đội trưởng tuyển Việt Nam gửi lời chúc tới đàn em và khẳng định Việt Nam thực sự mạnh hơn phần còn lại của SEA Games. Là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách tham dự SEA Games 30, Hùng Dũng thường xuyên bị đồng đội trêu đùa và gọi là em. Trên trang cá nhân, tiền đạo Văn Toàn chụp lại khoảnh khắc tiền vệ số 16 ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 và viết, người em của tôi đây rồi, đồng thời gắn thẻ đội trưởng U22 Việt Nam. Cùng với Hùng Dũng, Trọng Hoàng là cầu thủ thứ hai trên 22 tuổi tham dự SEA Games lần này. Anh được nhận xét là người không phổi, chiến đấu quả cảm trong hầu hết trận đấu của U22 Việt Nam. Dưới bài đăng của cầu thủ sinh năm 1989, nhiều đàn em gửi lời chúc mừng và gọi anh bằng biệt danh thân mật anh bỏ bía,